Ok xin chào các bạn. Mình là Uông Quang, founder của Golden Chart. Và đây là video đầu tiên trong chuỗi video bài giảng về phân tích kỹ thuật và chứng chỉ CMT. Thì hầu hết các bài giảng trong cái video này thì mình sẽ tập trung nghiên cứu về các cái khía cạnh của phân tích kỹ thuật dành cho người mới bắt đầu. Và tất cả các kiến thức mà mình dùng trong cái chuỗi video này thì đều là kiến thức mà mình đúc kết được trong quá trình mà mình học hai cái level của chứng chỉ CMT một cái chứng chỉ chuyên nghiệp về phân tích kỹ thuật thì về cái chứng chỉ CMT là gì và thi nó có dễ không đăng ký thi như thế nào học nó như thế nào và ứng dụng của nó như thế nào trong trong phân tích kỹ thuật và trong đầu tư tài chính thì mình sẽ trình bày nó ở, ở các cái bài viết trên website Green Chart và mình sẽ để nó ở cái phần mô tả của video ở trong cái bài giảng số 1 lần này thì mình sẽ tập trung nói về những cái nguyên tắc và những nguyên những cái lý thuyết nền tảng của phân tích kỹ thuật Ờ, nội dung chính của cái video lần này thì sẽ bao gồm ba cái phần đó là chúng ta sẽ định nghĩa về phân tích kỹ thuật cũng như là vị trí và vai trò của nó trong cái phân tích đầu tư tài chính và thứ hai là ý nghĩa của cái việc xác định xu hướng và tầm quan trọng của việc xác định xu hướng trong phân tích kỹ thuật và cái thứ ba là chúng ta sẽ tập trung nói về những cái niềm tin cơ bản của những cái nhà phân tích kỹ thuật Ờ thì phần đầu tiên là về phần định nghĩa và cái vị trí vai trò của phân tích kỹ thuật thì ở đây có một cái sơ đồ mô tả của cái của của cái học phần Opti, của Optuma một cái chương trình đào tạo về về CMT. Thì họ chia cái phân tích tài chính thành ba cái nhóm đó là phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản và phân tích định lượng đúng không ạ? Thì chúng ta có thể thấy là phân tích kỹ thuật là một trong những cái thành phần của cái phân tích tài chính nó bao gồm bốn cái nhóm phân tích chính là phân tích về về trend xu hướng đúng không ạ, phân tích về các chỉ báo oscillator, phân tích về độ rộng thị trường gọi là market breadth và cuối cùng là charting tức là phân tích về về biểu đồ liên quan nhiều đến các cái mô hình giá thì dần dần trong cái chuỗi video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn từng phần của của bốn cái cấu phần trong phân tích kỹ thuật ờ, như chúng ta đã biết là trong ba cái trường phái phân tích này thì cái trường phái về phân tích cơ bản hay là trường phái về phân tích kỹ thuật hay là trường phái phân tích định lượng thì nó đều có cái ưu và nhược điểm khác nhau. Và, và và trong quá trình học thì mình sẽ hướng dẫn dần các bạn là là cái ưu điểm của phân tích kỹ thuật là gì so với các cái trường phái phân tích kia. Thì về cơ bản là mục tiêu của mọi nhà phân tích tài chính là đều là đưa ra dự đoán đúng không ạ? Ví dụ như là chúng ta sẽ phải đưa ra dự đoán là lợi nhuận kỳ vọng khi mà đầu tư một cái cổ phiếu này là bao nhiêu, target giá trong năm sau là bao nhiêu hoặc là cái cặp tiền tệ này thì có thể đạt mức bao nhiêu trong năm tới vân vân. Cái đấy là mục tiêu của mọi nhà phân tích tài chính Không chỉ là phân tích kỹ thuật hay phân tích cơ bản Đều là đưa ra các cái dự báo Và chúng ta sẽ đưa ra các cái hành động dựa trên các cái dự báo đó Thì phân tích cơ bản thì nó tập trung nhiều vào cái việc là định giá Tức là người phân tích cơ bản thì họ tập trung rất nhiều vào các cái yếu tố mà tác động đến cái giá trị của cái loại tài sản đấy Ví dụ như là phân tích cổ phiếu thì họ thường quan tâm đến báo cáo tài chính đúng không ạ? Kết quả kinh doanh, công ty đó tạo ra bao nhiêu lợi nhuận đúng không ạ? Và với cái lợi nhuận dự kiến như thế thì giá trị của cổ phiếu là bao nhiêu? Còn phân tích kỹ thuật thì họ tập trung nhiều hơn vào cái việc là nghiên cứu các cái dữ liệu trong quá khứ và đưa ra các cái cái nhận định và dự báo cho tương lai. Và chủ yếu là người phân tích kỹ thuật thì họ dựa vào các cái các cái mô hình liên quan đến giá và khối lượng giao dịch. Còn phân tích định lượng thì nó là tổng hòa của hai cái trên, tức là nó áp dụng các kỹ thuật của phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật để xây dựng lên các cái mô hình giá và nghiên cứu các cái, các cái chiến thuật giao dịch dựa trên cái cái thống kê toán học các và các, các mô hình toán học thì đấy là ba cái trường phái phân tích mà chúng ta chúng ta thường gặp trong quá trình giao dịch phân tích kỹ thuật thì nó tập trung nhiều vào cái việc là dự báo các biến động giá các biến động giá của của tương lai dựa trên các cái biến động trong quá khứ và phân tích kỹ thuật thì thường là dựa trên các cái bằng chứng khách quan và nó có cơ sở thống kê và dựa trên đó để đưa ra quyết định và phân tích kỹ thuật truyền thống thì hầu như là người ta chỉ sử dụng biểu đồ giá thôi. Tuy nhiên thì phân tích kỹ thuật hiện đại ngày nay thì đã sử dụng thêm một số các cái biến bên ngoài để đưa, để đưa ra quyết định. Ví dụ như là phân tích về các biến liên quan đến lãi suất, vĩ mô, hay là các biến liên quan đến độ rộng thị trường, gọi là market breadth và mình sẽ trình bày riêng cái phần về độ rộng thị trường này trong một cái cái video khác. Phân tích kỹ thuật thì nó tập trung vào cái việc đó là tìm kiếm, tức là tìm kiếm một cái xu hướng và phát hiện ra một cái cái xu hướng sớm nhất có thể và đi theo nó và kiếm tiền dựa trên cái xu hướng đó. Thì chúng ta hiểu là mỗi một mức giá thì nó được xác định dựa trên cái thỏa thuận hợp lý giữa một người mua và một người bán đúng không ạ? Và một cái xu hướng thì nó sẽ hình thành khi mà một trong hai phe đấy tỏ ra mạnh mẽ hơn. Ví dụ như là phe mua mạnh mẽ hơn thì giá sẽ có xu hướng tăng và phe bán mạnh mẽ hơn thì giá sẽ có xu hướng giảm. Và biểu đồ giá để chúng ta phân tích kỹ thuật thì nó thực tế nó chỉ là cái mô tả lại cái cái diễn biến của phe mua phe bán đó dựa trên những cái điểm giá theo thời gian và mình nhắc lại là mục tiêu quan trọng nhất của phân tích kỹ thuật đấy là phát hiện ra một xu hướng sớm nhất có thể và đi theo nó và và kiếm tiền và thoát khỏi nó khi mà mà nó có dấu hiệu đảo chiều. Thì đấy là mục tiêu chính của phân tích kỹ thuật và CMT thì họ cũng nhắc đi nhắc lại cái 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 mục tiêu này trong suốt cái cái giáo trình của họ là xác định và phát hiện một xu hướng sớm nhất có thể, đi theo nó và thoát ra sớm nhất khi mà nó có dấu hiệu đảo chiều. Ừ, ở phần cuối cùng thì chúng ta sẽ tìm hiểu về về các cái niềm tin cơ bản của một nhà phân tích kỹ thuật trước khi đi sâu vào việc là học những cái chỉ báo kỹ thuật Hay những cái lý thuyết về phân tích kỹ thuật thì chúng ta sẽ phải hiểu được là một nhà phân tích kỹ thuật thì họ có cái những niềm tin gì. Thì một nhà phân tích kỹ thuật họ sẽ có một số cái niềm tin ví dụ như là họ tin rằng là giá luôn vận động theo một cái xu hướng. Tức là một là tăng hay là giảm, đúng không ạ? Ba là là sideways, tuy nhiên thì nó luôn luôn rõ ràng là giá đang đi theo xu hướng nào. Ví dụ giá đang có xu hướng tăng, hay đang có xu hướng giảm, hay đang có xu hướng là đi ngang sideways thì cái đó rất là rõ ràng. Ờ, thứ hai đó là giá thì được xác định dựa trên cái sự tương tác giữa cung và cầu. Và cung và cầu thì dựa trên cái quyết định của nhà đầu tư, quyết định của con người. Và các cái nhà đầu tư, các nhà giao dịch tham gia trên thị trường thì tiếp nhận và xử lý thông tin về thị trường, sau đó thì họ đưa ra quyết định và hầu hết các quyết định của nhà đầu tư trên thị trường, giao dịch trên thị trường thì nó dựa vào lòng tham và và nỗi sợ hãi. Thì đấy là cái niềm tin tiếp theo, tức là chúng ta là con người và chúng ta giao dịch trên thị trường thì dựa trên cái việc là chúng ta tiếp nhận và xử lý các thông tin mà chúng ta biết như thế nào. Và các quyết định của chúng ta đưa ra thì hầu hết là dựa trên cái lòng tham và nỗi sợ hãi, tức là phụ thuộc rất nhiều vào vào, vào cảm xúc hơn là lý trí. Ờ, niềm niềm tin thứ ba của các nhà phân tích kỹ thuật đấy là giá phản ánh mọi thứ mọi người hiểu đơn giản tức là giá phản ánh mọi thứ tức là khi mà một cái thông tin được đưa ra thì ngay lập tức nó sẽ phản ánh vào giá và cái mà giá phản ánh thực chất nó không thuần túy là cái thông tin đó mà cái mà giá phản ánh nó chính là cái kỳ vọng hay là cái cái quan điểm của thị trường về cái thông tin đó mình lấy ví dụ như là khi mà một thông tin về kết quả kinh doanh của một doanh nghiệp tốt nhiều khi tin tức đưa ra giá lại giảm giá cổ phiếu lại giảm mặc dù tin tức đó có vẻ tốt cho cổ phiếu bởi vì sao bởi vì là có thể là trước đó thị trường đã kỳ vọng về thông tin đó và thị trường đã đẩy giá lên rồi hoặc là khi mà mà cái thông tin đấy được đưa ra thì nó tốt nhưng mà nó không tốt bằng cái kỳ vọng của thị trường ví dụ thị trường kỳ vọng là doanh nghiệp tăng trưởng 20% nhưng thực tế chỉ tăng trưởng 15% thôi thì thị trường nó sẽ phản ánh bằng cách là gì làm cho bán xuống và làm cho giá giảm thì đôi khi là giá nó phản ánh cái cái kỳ vọng thực tế của thị trường về thông tin đó cái quan điểm thực tế của thị trường về thông tin đó thay vì việc là nó chỉ phản ánh cái thần túy bản chất của thông tin được chưa? Thì đấy là cái phần cái niềm tin uh, thứ ba là giá phản ánh mọi thứ. Và niềm tin thứ tư của các nhà phân tích kỹ thuật đó là lịch sử giá thì có tính lặp lại, tức là giá và các mô hình giá thì được hình thành dựa trên cái giao dịch của các nhà đầu tư. Và các giao dịch đó thì dựa trên các cái cảm xúc của nhà đầu tư và những cái cảm xúc này thì nó có quy luật lặp đi lặp lại, lòng tham và sợ hãi, lòng tham và sợ hãi và cái đó nó làm cho việc là giá hình thành nên các cái cái mô hình giá và các cái các cái cái mô típ lặp đi lặp lại và cái đó là những cái mà nhà phân tích kỹ thuật họ sẽ dựa vào ví dụ như là họ phát hiện ra là có một cái mô hình giá này đã từng thành công trong quá khứ và họ thấy một cái cái thứ tương tự trong hiện tại thì họ có thể dựa vào đó để đưa ra quyết định và cái cuối cùng đó là cái xu hướng giá và các mô hình giá thì có cái tính chất gọi là fractal fractal thì nó không có từ tiếng Việt nào dịch chuẩn tuy nhiên mọi người có thể hiểu đơn giản nó là cái tính đồng dạng ấy. tức là mọi người hiểu như này nhé ví dụ như là chúng ta nhìn một cái biểu đồ thì cái xu hướng hay là cái biểu đồ giá ấy, thì nó có có cái tính chất đó là nó đồng dạng và nó 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 tương tự lặp đi lặp lại trong mọi khung thời gian mình lấy ví dụ như là chúng ta nhìn trong cái biểu đồ ngày chẳng hạn tức là mình một cái khung lớn lớn một chút, ví dụ như là cái chen buổi đồ ngày. Mình đang dùng biểu đồ của của vàng, vàng trên trên USD. Thì mọi người thấy ví dụ trong biểu đồ ngày các bạn thấy là giá nó có xu hướng đi lên, chen tăng. Và chúng ta chuyển sang một cái khung nhỏ hơn ví dụ biểu đồ 1 giờ. Thì chúng ta cũng sẽ thấy là gì, giá nó cũng có có xuất hiện cái xu hướng tăng nó tương tự như như là cái chen tăng trong cái 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 khung ngày hay là một khung lớn hơn ví dụ như là khung tuần chẳng hạn thì chúng ta thấy là gì giá nó cũng sẽ có những cái trên tăng và nó có cái cấu trúc tương tự như là khung giờ hay khung ngày thì đấy nó gọi là tính chất fractal tức là xu hướng nhỏ nằm trong xu hướng lớn xu hướng lớn nằm trong xu hướng lớn hơn và nó có cái cái hình dạng hay là có cái cái cách di chuyển tương tự giống nhau nó không giống hoàn toàn tuy nhiên thì cái cách vận động nó tương tự giống giống nhau nó gần như kiểu là tính đồng dạng ấy thì nó gọi là tính chất fractal của của giá nghĩa là một cái xu hướng nó vận động ở trong cái khung thời gian dài hay là khung thời gian ngắn thì nó sẽ có những cái tính chất tương tự nhau và nó có cái cái mô típ tương tự nhau. Ok thì đấy là uh, các cái ba uh, cái nội dung mà mà mình đã chia sẻ trong cái video đầu tiên về uh, các cái lý thuyết nền tảng của phân tích kỹ thuật. Thì ở video tiếp theo chúng ta sẽ học về những cái đi sâu vào các cái kiến thức mà nó mang tính thực tế nhiều hơn. Bắt đầu từ những cái lý thuyết cơ bản của phân tích kỹ thuật như là lý thuyết đao cho đến việc là dùng cách dùng các cái chỉ báo rồi là cách xác định xu hướng vân vân thì rất là cảm ơn mọi người đã tham gia tham gia vào theo dõi video này và hẹn gặp lại trong những cái video tới và xin cảm ơn